Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube. Thì như thường lệ thì bản điểm tin của chúng ta sẽ cùng phân tích đánh giá lại xu thế tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có một vài các cái góc độ chúng ta phân tích đánh giá xu thế thị trường trong tuần tới, tức là tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019, cũng là tuần thứ hai của tháng 8. Và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích tất cả những cái danh mục các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi và các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta ở trên Zoom. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại xu hướng trong thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua. Thì hiện tại thì trên Zoom phái sinh thì ngày hôm nay cuối tuần thì do là trong team đã lọc lại toàn bộ cái danh sách của các nhà đầu tư, các cái tài khoản active. Chính vì vậy nên là đang cái thống kê lệnh hiện tại là chỉ có thống kê lệnh từ ngày 1 đến ngày 8, tức là thống kê lệnh của tháng 8. Thì tuần đầu tiên của tháng 8 thì zoom lệnh phái sinh của team Hùng Lê thì đã có một cái kết quả, đấy là tỷ lệ win trên lốt, tức là tỷ lệ thắng đến thua, thì đang đạt 28 điểm. Hiện tại thì chưa có tổng kết của ngày 9 tháng 8, bởi vì là hiện tại thì Zoom cũng đang tiến hành lọc lại. Chính vì vậy nên là cái thống kê lệnh thì nó chưa có, hiện tại đến bây giờ thì chưa có. Còn đối với mảng chứng khoán cơ sở thì sao? Thì rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua thì đối với cơ sở của chúng ta thì nó cũng không thực sự là tích cực. Trong bản tin video số 66, bản tin phân tích tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 5 đến ngày 9, thì lúc đó Hùng Lê có đề cập đến cái khả năng là thị trường của chúng ta có thể test chỉnh lại sâu nhất ở quanh vùng 980. Hùng Lê có đề cập đến việc là cái nền tảng mà tích lũy ở quanh vùng 980 này càng dài thì cái cơ hội để mà thị trường đánh break qua vùng 1.000 điểm và có thể dẫn cái vùng ngắn hơn, đó là sẽ là một vùng 1.020 điểm, thì nó sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngay trong buổi tối chủ nhật, tức là tối ngày mùng 4 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích đánh giá cái xu thế thị trường chung ở trên Zoom. Và khi đó thì Hùng Lê có đề cập đến một cái yếu tố khá là xấu, mặc yếu tố đó nó sẽ tác động đến cái tâm lý chung của toàn thị trường. Thì thường thường là thị trường chứng khoán nó mang một cái tính chất, đấy là tâm lý đám đông và tâm lý bầy đàn ở trên thị trường rất là lớn, dẫn đến cái việc là cái việc mà có thể là mọi thứ nó đang ok, nhưng mà có những cái thông tin chung, có những cái thông tin tin chung về thị trường vĩ mô, và đặc biệt là tâm điểm xoay quanh chính là cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Thì trong cái ngày mùng 4 tháng 8 thì chúng ta đã đón nhận những cái thông tin không thực sự là tích cực liên quan đến đến cái việc gọi là cái cuộc chiến tranh thương mại nó có thể là có những cái leo thang mới. Và chính vì vậy nên là cái vùng 980, là khi đó thường cũng chỉ tiên lượng là khả năng thị trường sẽ test sâu đến vùng 980. Nhưng trên thực tế thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong cái tuần vừa qua thì Dow Jones đã có những cái viên rơi rất là mạnh, và Shanghai cũng tương tự như vậy. Đây là cái chỗ Hùng đánh dấu xanh này là cái chỗ mà chúng ta kết thúc ở tuần trước, và chỉ số Nikkei đó thì chính là những cái chỉ số lớn của thế giới nó rơi mạnh như vậy, thì VN Index của chúng ta cũng không nằm ngoài cái xu thế rơi. Và cái phiên rơi mạnh nhất nó cũng song trùng với cái việc là, tức là phiên ngày mùng 5 tháng 8 thì chúng ta cũng có thể thấy là sau một ngày của ngày tuần kế tiếp đó thì thị trường thế giới giảm rất là mạnh, Dow Jones rơi rất mạnh, Shanghai cũng tương tự như vậy, và Nikkei 225 cũng tương tự như vậy.
thì VN Index của chúng ta cũng không thể chống đỡ lại được, và sau đó thì VN Index của chúng ta đã rơi thủng vùng hỗ trợ, tức là vùng phân tích ở đây 950 và đi về tích lũy lại vùng 960. Thì nhìn trên xu thế tổng thể thì Tín Hùng sẽ đi phân tích chi tiết hơn cái xu thế của thị trường, thì Hùng chỉ có điểm lại một cái nội dung như vậy. Và trong cái bản tin cũ thì Hùng có phân tích đến cái tính chu kỳ, tức là cái tính chu kỳ của tháng 8 thì thường là chúng ta có hai cái trong cái tháng 7 và hai tuần đầu của tháng 8 thì là cái tỷ lệ mà thị trường tăng điểm nó khá là cao, và chính vì vậy nên là Hùng cũng có kỳ vọng rằng là trong cái tuần đầu, hai tuần đầu của tháng 8 thì chúng ta có một cái cơ hội, đấy là VN Index của chúng ta sẽ vượt vùng 1.000 điểm. Tuy nhiên là với một cái những cái yếu tố vĩ mô, tức là những cái yếu tố mà chúng ta không thể tiên lượng hết được trong thị trường, thì VN Index của chúng ta đã không vượt 1.000 điểm, đã thủng vùng 980. Và kết tuần thì VN Index đóng cửa 974 điểm, tức là cách vùng 980 bị so với vùng này là 6 điểm. Thì tí nữa ông sẽ đi phân tích định lượng cái tình hình thị trường của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại một số các mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu mà trong tuần vừa qua đã có một cái tuần giao dịch mà đối với chứng khoán cơ sở thì thực sự là không được tích cực cho lắm. Chúng ta cùng đi phân tích mã đầu tiên, đấy là Vinhome VHM. Các anh chị chờ một tí, ông chỉnh lại cái mic, khả năng là sẽ phải chỉnh lại tí. Ok, đối với VHM thì trong cái nhịp đánh gần đây thì cũng có đề cập đến cái việc là Vinhome sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 82, và sau đó thì cái nhịp đánh này sẽ tiệm cận đến vùng 90. 90 thì trong tuần vừa qua thì Vinhome đã chạm đến vùng target 90. Và từ cái vùng target 90 này thì cũng có đề cập đến việc là Vinhome có thể chỉnh đâu đó khoảng quanh về vùng 85 đến vùng 86, nhưng mà trên thực tế thì do Vinhome đã không chịu, tức là cũng một cái lực chỉnh chung của toàn thị trường, thì Vinhome đã chỉnh về đến sâu nhất ở đây là về đến vùng 83, khoảng cách vùng mặt 83. Thì hiện tại là Vinhome đã có khoảng 4 phiên lình xình ở quanh vùng giá 84 với lượng vốn khá là cạn, và cái dòng tiền thì cũng đang rơi về cái điểm hỗ trợ, thì ông Lê đánh giá là khả năng là Vinhome sẽ lình xình tích lũy ở đây. Và các anh chị chú ý giúp Hùng Lê ở cái nền giá 84 đến 85, nếu như Vinhome có những phiên ăn giá lên 85 thì chúng ta cũng có thể tham gia Vinhome với việc chúng ta mở mua Vinhome với nhịp đánh T cộng. Và ở trong nhịp này thì Hùng vẫn kỳ vọng là Vinhome lại hồi về lại và đánh break, đánh trước hết là sẽ hồi lại về quanh khoảng vùng 90 để hỗ trợ thị trường. Và khi về đến vùng 90 thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật để xem thử là Vinhome có thể đánh vượt thoát được vùng 90 và để về một cái vùng đỉnh cũ, tức là về lại cái vùng đỉnh cũ của nó là vùng 95 hay không. Thì trước hết là chúng ta sẽ kỳ vọng Vinhome sẽ hồi. Đối với VIX thì trong cái kịch bản gần đây Hùng có đề cập đến, đấy là VIX đã có một cái nhịp đánh vượt vùng giá 118 và tiệm cận vùng 125. Thì khi đó thì Hùng có đề cập đến khả năng là trong cái nhịp này thì VIX sẽ đánh về chạm vùng 135, chạm về vùng giá 135. Với những tín hiệu kỹ thuật tại cái thời điểm mà khi VIX có những cái nhịp đánh vượt thoát vùng 118. Trong tuần vừa qua thì VIX đã có những cái nhịp đánh có những nhịp rơi khá là mạnh, nhưng mà sau đó thì đã có những cái nhịp lấp lại gáp. Thì đối với xu thế hiện tại của VIX thì chúng ta sẽ quan sát VIX ở quanh vùng giá 120. Vùng giá 120 sẽ là cái vùng điểm tựa để có thể VIX có thể đánh tiếp lên và đánh vượt vùng 125 hay không. Thì cái vùng giá 120 này là một cái vùng đệm rất là quan trọng. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIX thì khả năng là VIX sẽ lình xình ở quanh vùng 120 này trước khi phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Và quan điểm của Hùng vẫn nhìn thấy là khả năng thì VIX sẽ vẫn có một cái nhịp tiếp tục một cái nhịp tăng giá đối với cổ phiếu VIX. VRE, đối với VRE thì trong những cái nhịp phân tích ở gần đây thì Hùng có đề cập đến vùng 38 và mạnh hơn thì VRE có thể đánh về vùng 40.
Tuy nhiên là VRE chỉ chạm được đến vùng 38 đến vùng 39 và sau đó thì VRE đã có những cái nhịp rơi và rơi về cái vùng hỗ trợ, thì hiện tại là VRE đã lấy lại cái vùng hỗ trợ, đây là khoảng vùng giá 36. Ở vùng đệm 36 này thì nó rất là quan trọng đối với mã cổ phiếu VRE. Nếu như VRE sang tuần VRE lấy lại được mốc 36 thì cái cơ hội mà VRE hồi lại về vùng đỉnh cũ, trước hết là hồi lại về vùng đỉnh cũ đã, và sau đó thì cái việc mà VRE có đánh được break lên đến vùng 40 hay không, chúng ta sẽ phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Trên góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là VRE đã có những phiên test khá là đẹp ở quanh vùng giá 35. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền đang khá là yếu, và với cái việc là nhịp hồi mà dòng tiền khá là yếu như vậy thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng là VRE sẽ đánh về lại vùng đỉnh cũ, tức là vùng đỉnh ở đây là chạm vùng 38 đến khoảng vùng 38.5. Những anh chị nào đang cầm nắm giữ VRE thì chúng ta cũng có thể canh cái nhịp này để chúng ta chốt lãi, bởi vì là trong team Hùng Lê thì một số các anh chị cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này, và khi về đến vùng 38 thì đã có lãi rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì đã bị đánh tụt về vùng 35, tức là gần như bị hết lãi và thậm chí còn bị lỗ ngược. Thì chúng ta lưu ý để chúng ta có thể canh để chúng ta chốt lại ở trong cái nhịp này. Vinamilk thì trong tuần vừa qua Vinamilk đã bị đánh gãy khá là mạnh, và Vinamilk thì lại chạm về, hiện tại nó đã chạm về đến vùng giá 120. Vùng 120 này thì cũng là một cái vùng hỗ trợ của Vinamilk khá là cứng trong ở một cái góc độ cũng khá là dài hạn, thì vùng giá 120 này, và chúng ta sẽ kỳ vọng là Vinamilk sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá 120. Ở xu thế hiện tại thì Vinamilk chưa có những cái động lực để tăng giá mạnh, và cái xu thế có thể là Vinamilk vẫn đang lình xình và có thể có thêm 1 đến 2 phiên nữa ở quanh vùng giá 121 đến vùng giá 119. Ok, khả năng là sẽ có những cái phiên lình xình ở quanh đây nữa, còn hiện tại động lực thì cũng chưa có nhiều. Với những anh chị mà chúng ta cầm nắm giữ Vinamilk thì chúng ta cũng có thể mở canh mở thêm, mua thêm ở Vinamilk ở quanh vùng giá 120, với kỳ vọng là Vinamilk sẽ có những phiên đánh vượt kênh, và kỳ vọng ở trong nhịp này thì có thể chạm đến về vùng 135, còn xu thế hiện tại thì cũng chưa thực sự là mạnh. SAB thì là một cái mã cổ phiếu mang cái tính giữ nhịp cho thị trường, và cái nền tảng mà SAB đang đi ngang tích lũy ở đây quanh vùng 280. Hiện tại thì cái nền 280 này đã bị gãy, nhưng mà cái phiên gãy của ngày hôm nay thì với lượng thanh khoản khá là thấp thì khả năng Hùng vẫn kỳ vọng là SAB sẽ đi ngang quanh vùng 280. Quanh vùng 280 và có thể tiệm cận đánh về vùng 300, thì như thế thì cái xu thế mới VN Index của chúng ta mới có những cái cơ hội để đi tiếp. VRC. Đối với VRC thì là VRC là một cái mã cổ phiếu trụ khá là tốt, và Hùng đã đề cập trong rất nhiều các bản tin ở gần đây. VRC đã có một cái nhịp đánh rũ ở trước này, và sau đó thì Hùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này sẽ tiệm cận về vùng 135 và có thể đánh trong cái kịch bản gần đây nhất, đấy là Hùng có thể thay đổi kịch bản là vùng 135 thì đã đạt rồi, và từ vùng 135 này có thể test chỉnh quanh, có thể chạm vùng 128, và sau đó sẽ tiếp tục đánh lên, và vẫn kỳ vọng là trong nhịp này thì VRC sẽ đánh về vùng 140 đến vùng 145. Xu thế hiện tại thì cũng đang khá là ok đối với mã cổ phiếu này. Khi mà cổ phiếu này đã lấy lại được vùng giá 130, vùng giá 130 là một cái vùng đệm ở đây. Cái vùng đệm 130 ở đây rất là quan trọng đối với mã cổ phiếu VRC. Và xu thế tiếp theo thì vẫn kỳ vọng, chúng ta sẽ kỳ vọng về đánh về vùng target 145. Bảo Việt BVH. BVH thì trong tuần vừa rồi thực sự xấu khi mà BVH đã bị gãy nền 83.5. Đấy, các anh chị cũng có thể nhìn thấy là khi mà cổ phiếu bị gãy cái nền tích lũy thì sau đó thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh.
những cái điểm tỳ bật của cổ phiếu nó rất là quan trọng để xác định một cái xu thế, để xác định một xu thế của cổ phiếu có thể đi tiếp được hay không đó. Và phân tích kỹ thuật là như vậy, chúng ta tìm ra được những cái điểm hỗ trợ để xem là cái điểm đó cổ phiếu có bị gãy không. Và những cái nền hỗ trợ mà bị gãy thì như thế là cổ phiếu rơi rất mạnh. Và hiện tại thì BVH đã rơi chạm lại về vùng 75 đến vùng 75.5, tức là chạm rơi lại về cái vùng nền tích lũy trước này. Thì với việc là cổ phiếu bị gãy mạnh như vậy thì khả năng thì cổ phiếu này sẽ còn phải có những phiên lình xình ở đây, tức là sẽ có những cái phiên lình xình để tích lũy lại quanh cái nền giá 75.5. Xu thế hiện tại của BVH thì vẫn là một xu thế khả năng là cổ phiếu này sẽ đi ngang, chưa có những cái động lực hồi quay trở lại, một cái phiên hồi mạnh và sau đó thì đã có một phiên trả lại 1/2 gap như này, nó hơi xấu đối với cổ phiếu BVH. Mansan MSN, đối với Mansan cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với Mansan thì trong những bản tin trước đây thì cũng có đề cập đến vùng giá 80 và khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia ở vùng giá 80. Bởi vì khi đó thì ông nhìn thấy là những cái phiên test chỉnh ở đây, những cái phiên test chỉnh mà kết tuần ở đây này, tức là trước cái bản tin tuần trước đó, thì là Hùng thấy tín hiệu khá là đẹp. Tuy nhiên là sau đó thì vùng giá 80, vùng nền 80 này bị gãy thì như thế là Mansan lại rơi lại về cái đáy cũ đây, tức là khoảng vùng giá 75. Thì hiện tại đang có hai cây nến hồi thì với cái lực hồi như hiện tại thì cũng chúng ta cũng không nên tham gia, bởi vì là như vậy thì khi mà hồi như thế này thì cái vùng cản trước mắt nó lại trở thành ở cái vùng 70 đến vùng 80 này, nó lại trở thành một cái vùng cản trước mắt rất là ngắn ở đây, và chúng ta tham gia ở những cái vị thế ngắn như thế này thì nó cũng không đáng để chúng ta tham gia. Gap, đối với GAT thì cái vùng giá 110 này thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là nếu chúng ta cầm nắm GAT thì chúng ta cũng có thể canh chốt ở quanh vùng này. Và trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là GAT sẽ đánh đâu đó khoảng về lại vùng ở dưới này để tích lũy, tức là đâu đó khoảng quanh vùng 95, vùng 95 đến khoảng vùng 96. Đó, khoảng vùng 95 đến vùng 96 ở dưới này thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Hiện tại thì khả năng là GAT lại cầm đà rơi, bởi vì là GAT lại rơi lại cái vùng ở đây, tức là cái nền ở đây. Đó, thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi mà cổ phiếu rơi về cái nền hỗ trợ thì khả năng là sẽ có những cái phiên lình trình. Nhưng mà cái xu thế hiện tại của GAT thì vẫn đang thấy là xu thế chủ đạo vẫn là xu thế giảm giá. Có thể có 1-2 phiên hồi tại đây và GAT lại rơi lại về cái vùng nền tích lũy dưới này. Và khi mà tích lũy ở vùng nền dưới này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta xem là chúng ta có tham gia hay không. PVD, đối với PVD thì trong những bản tin gần đây thì cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia những mã cổ phiếu này, bởi vì là cái nền tích lũy thì đã bị vỡ và cái lượng mà cầu, tức là cái cung cầu tại cái vùng mà sau khi mà cổ phiếu suy giảm, chúng ta cũng có thể thấy rằng là cầu rất là cạn. Những cái phiên mà PVD hồi lên như thế này thì là hồi để rũ thôi, chứ cũng chưa thể đánh giá được rằng đây là những cái xu thế hồi thực sự là tích cực. Và PVD cần phải tích lũy lại ở quanh vùng nền 15, cần thời gian, chứ không phải là 1-2 phiên tích lũy như này và đánh lên như này thì thực sự là cổ phiếu nó sẽ không là bền. PVD thì hiện tại chúng ta cũng chỉ quan sát thôi. Đối với PVS thì trong cái nhịp phân tích gần đây thì cũng có đề cập đến vùng 20. Vùng 20 khả năng cổ phiếu này sẽ tiệm cận đến vùng 20 và cổ phiếu sẽ cần tích lũy. Thì trong tuần vừa qua thì PVS cũng đã rơi về đâu đó chỗ này, trong cái phiên này thì chắc là khoảng vùng 20.1 gì đó, 20.1, và sau đó thì có hai phiên đánh lên và phiên cuối tuần thì đang có một phiên giảm. Thì xu thế hiện tại của PVS vẫn là một xu thế giảm giá, và đối với những anh chị nào đang cầm nắm mã cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng có thể canh những nhịp hồi để chúng ta ra hàng, và chúng ta sẽ quan sát xem ở vùng 20 này cổ phiếu sẽ tích lũy như thế nào. Mã cổ phiếu PLX, đối với PLX thì Hùng đánh giá rằng PLX vẫn là một cái mã cổ phiếu trụ rất là đẹp,
rất là đẹp. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì Pele cũng đã bị gãy gãy cái nền 64 và gãy khỏi kênh xu thế và rơi về lại chạm về vùng 61.5. Thì trong một cái xu thế ngắn hạn thì vùng 61.5 vẫn là một cái vùng hỗ trợ của PLX, thì khi chạm về vùng hỗ trợ này thì PLX đang có những cái phiên lình xình ở quanh đây. Và xu thế hiện tại thì các anh chị của chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ, những anh chị nào đang cầm nắm PLX thì quan sát ở quanh vùng 61.5. Nếu tại vùng 61.5 này cổ phiếu không bị gãy, không bị phá thủng và sẽ có những cái phiên lấp gáp tại đây, lấp gáp và lấp lại về đến vùng giá lấp lại được đến vùng giá 64 thì như thế thì cái cơ hội đi tiếp của PLX nó sẽ còn. Còn ngược lại, nếu vùng 61.5 bị gãy thì như thế thì chúng ta cũng phải xem xét bán PLX ra, bởi vì như vậy là cái xu thế phân tích của chúng ta bị sai và cái trend sóng của cổ phiếu nó bị gãy thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tích lũy trở lại và có thể quay lại được cái xu thế cũ. Anh chị lưu ý PLX vùng 61.5. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng Vietcombank. Vietcombank thì sau khi chạm về đến vùng giá 80 thì đã có những cái phiên lình xình ở quanh đây. Đối với mã Vietcombank thì yếu tố tạo lập nó là một trong những cái yếu tố hết sức là quan trọng. Thì trong ngắn hạn thì Vietcombank có hỗ trợ ở vùng 75 và vùng 80, thì hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là cổ phiếu này đang xu thế chủ đạo thì là vẫn đang là một cái xu thế đi ngang. Tuy nhiên tạo lập có một cái bước đi của thị trường xa hơn thì khả năng là tạo lập sẽ đánh vượt vùng 80 và có thể trong cái nhịp này thì Vietcombank sẽ đánh về vùng 80-85. Tuy nhiên những điểm này thì chúng ta cũng sẽ không khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Còn trên xu thế ngắn hạn thì Vietcombank đang hơi xấu khi mà đường MA CD tiếp tục mở rộng một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa thực sự là tích cực đối mã cổ phiếu Vietcombank. BID thì trong những nhịp phân tích gần đây thì có đề cập đến vùng 36, từ vùng 36 này thì có thể test chỉnh lại, kiểm tra lại qua vùng 34.5. Vùng 34.5 này sẽ trở thành một cái bước đệm của mã cổ phiếu này, và nếu vùng 34.5 này không bị gãy và có những phiên cầu hút lại thì cái cơ hội mà cổ phiếu này đi về vùng 37 đến khoảng vùng 38 là còn. Tuy nhiên ngược lại, nếu tại vùng 31.5 này cổ phiếu tiếp tục bị gãy thì như thế là cái nhịp hồi của cổ phiếu BID nó chỉ đánh được từ vùng 31 đến chạm đến khoảng vùng 36, như vậy là hết cái nhịp hồi ở đây, thì đến cái vùng 36 cũng là cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu BID. Trên xu thế hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang hơi xấu khi mà dòng tiền đang tiếp tục cắm xuống và đường MACD thì đang tiếp tục mở rộng ra, cho thấy là cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu này, một là lình xình đi ngang, hai là cái xu thế sẽ là đi xuống nhiều hơn. Cái nhịp hồi mà trong một cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của phiên kết tuần thì cũng chưa nhìn thấy, nên là một số những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ BID thì có thể canh lại, nếu như hồi về được quanh vùng 36 thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta bán. Công thương CTG thì trong các bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến cái nền 21 là một trong những cái nền mà để giúp cho cổ phiếu này có thể neo giữ để có một cái xu thế đi tiếp theo. Và cái vùng nền 20 này thì chúng ta cũng có thể thấy là nhìn thấy đây các cái điểm hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu này khi chạm về vùng 20. Hiện tại thì khi chạm về vùng 20 này thì công thương cũng đang có những cái lực hồi lại về quanh vùng 20.5. Những nhịp hồi ngắn hạn thì đã có những cái dấu hiệu xuất hiện, tuy nhiên với một cái dòng tiền khá là yếu thì Hùng đánh giá rằng cái nhịp hồi này cũng không thực sự là mạnh. Nếu mà có hồi lại được thì lại chạm đến vùng 21 đến vùng 22 thì cổ phiếu này lại khả năng lại đi ngang, tức là với một cái lực đánh nó đang yếu như này. ACB thì rất là nặng mông. Chúng ta có thể xem cổ phiếu này ở trên biểu đồ nến tuần thì nó sẽ hợp lý hơn.
Vẫn một cái nền tích lũy 22 sau chia, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng ACB đã có một cái nền đi ngang khá là dài. Thanh khoản lực đánh của dòng tiền hiện tại đang khá là yếu, không đủ sức để dẫn dắt cổ phiếu ACB có những cái nhịp tăng mạnh mẽ hơn. STB và MBB, chúng ta cùng xem STB có gì xuất sắc không. STB thì cũng không có gì xuất sắc khi mà dòng tiền tiếp tục suy yếu, cổ phiếu bị gãy nền 11 và đang rơi về tích lũy lại về quanh nền 10.5. Xu thế hiện tại của STB vẫn là một xu thế đi ngang, không có gì xuất sắc, và khả năng thì cổ phiếu này lại có một cái nền hỗ trợ trong một cái nhịp đánh dài. Đây thì khả năng là nền mệnh giá 10, rơi về 10 thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát xem những cái yếu tố tạo lực. Còn trong cái giai đoạn ngắn hạn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là dòng tiền không thực sự tập trung vào cổ phiếu này. MBB đối với MBB trong những kịch bản gần đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là vùng kháng cự 22, khi chạm về đến vùng 22 đến vùng 23 thì cổ phiếu này lại rơi lại, và trong những nhịp rơi lại đây thì có đề cập đến việc là khả năng thì sẽ rơi lại quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22 đến 21.5, tức là lại rơi lại vùng nền đấy. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện tại, những cái mã cổ phiếu ngân hàng đánh những cái sóng rất là ngắn và rất là khó chịu, chỉ được một cái nhịp ngắn như này và sau đó thì lại rơi lại ở cái vùng nền tích lũy. Xu thế hiện tại của MBB không thực sự tích cực khi mà dòng tiền tiếp tục suy yếu và cổ phiếu lại rơi lại về vùng nền tích lũy ở đây, tức là vùng nền 20, khoảng vùng nền 21 đến khoảng vùng nền 21.5 ở đây, thì như vậy là xu thế của cổ phiếu lại tiếp tục một cái trạng thái đi ngang. HCM và SSI, hai mã cổ phiếu đầu ngành của chứng khoán, thì đã có những cái phiên rơi khá là mạnh, và rơi về vùng đáy cũ, trong ngắn hạn, đó là quanh vùng giá 20. Tuy nhiên tại vùng giá 20, tại vùng nền 20 này thì vẫn chưa thực sự là tích cực, và cái đà giảm của cổ phiếu này cũng nghĩ là vẫn chưa thể cầm lại tại đây. Tức là đà giảm có thể sẽ tiếp tục, và cái nền 20 này lại trở thành một cái nền hỗ trợ trong ngắn hạn. Và nếu như nền 20 này bị phá vỡ, anh chị lưu ý giúp Hùng lên, nếu nền 20 này bị phá vỡ thì cổ phiếu lại tiếp tục có một cái nhịp rơi tiếp theo. Và nhịp rơi tiếp theo thì nó sẽ rơi rất là mạnh, và rơi mạnh hơn rất nhiều so với lại cái nhịp rơi ở trước này. Đó, và khi những cái nền hỗ trợ, các anh chị chúng ta lưu ý là khi những cái nền hỗ trợ của cổ phiếu bị phá vỡ thì chúng ta cũng nên thoát để chúng ta bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Hoàn toàn tương tự như HCM thì SSI đã có cái vùng ở đây là vùng 24.5 đến vùng 25. Tại những cái phiên phân tích trước đây thường có đề cập đến là chúng ta kỳ vọng một cái nhịp hồi tại đây, nhưng khi cổ phiếu bị gãy nền thì hiện tại đã rơi và rơi đến chạm, đã có hai phiên hồi. Còn nếu mà những cái phiên hồi, những cái phiên rơi thấp nhất ở đây đã gần chạm đến về vùng 20. Lực hồi hiện tại của SSI, thì đang có những cái xu thế đảo chiều, đây. Và tại sao lại có xu thế đảo chiều? Bởi vì là dòng tiền thì đang có những cái dấu hiệu mạnh lên, đường MACD thì đang có những cái dấu hiệu thu lại, và đặc biệt là đã có một cái cây nến doji ở đây, cuối một cái chu kỳ giảm và xuất hiện một cây nến doji, và sau đó thì có một cái cây nến xanh lấp lại ở trên cái nền cây nến doji này, thì đây là một cái tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu. Lực cầu hiện tại thì cũng đang khá ổn khi mà phiên ngày hôm nay giao dịch khoảng hơn 2 triệu cổ phiếu. Với việc tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này, chúng ta bắt đáy thì chúng ta sẽ hơi bị muộn. Các cái vị thế mở mua mới thì không khuyến nghị các anh chị, và chúng ta tạm thời chúng ta chưa bắt đáy, bởi vì là cái lực hồi này thì cũng chưa biết được là có đủ để đánh đủ T cộng hay không, bởi vì là khi cổ phiếu bị gãy nền và bị rơi sâu như vậy thì có thể là sẽ có một hai cái lực hồi đây để hút nhà đầu tư, và sau đó thì cổ phiếu lại sẽ rơi tiếp. Chúng ta đề phòng những cái trường hợp như vậy. Hòa Phát,
HPG trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng dòng tiền đang khá là tốt, bắt cổ phiếu HPG quanh vùng giá 21. Vùng 20 đến vùng 21 là một cái nền tích lũy khá là dài của cổ phiếu ở đây. Và chúng ta nhìn thấy có những phiên đánh lên rất là mạnh. Và đối với Hòa Phát thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên Zoom. HPG có khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên Zoom. Ông có khuyến nghị trên Zoom và chúng ta canh ở quanh vùng giá 22.5. Bởi vì ông đánh giá đằng sau những cái phiên tăng mạnh như này thì có thể Hòa Phát sẽ có những cái phiên lấp gáp, và có thể kỳ vọng ở trong cái nhịp đánh này thì Hòa Phát sẽ chạm về khoảng vùng 26. Những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì đang cho thấy rằng là Hòa Phát đang có những cái dấu hiệu đảo chiều tại vùng nền này. Những cái phiên mua lấy vị thế thì chúng ta đã không mở mua được, và chúng ta sẽ canh những phiên lấp gáp để chúng ta có thể mua. Đối với Hòa Phát cũng có thể trong nhịp này khá là ok đối với chúng ta. Hôm nay một số anh chị có hỏi Hùng FPT ở trên Zoom, có hỏi FPT thì Hùng cũng có đánh giá rằng là trong giai đoạn hiện tại đối với FPT thì nó nằm ngoài những cái tầm chúng ta phân tích, bởi vì là cổ phiếu này đã có những phiên đánh vượt đỉnh vào trong những nhịp phân tích gần đây, thì cũng có đề cập đến chỉ có vùng đến vùng 50. Vùng 50 thì khả năng cổ phiếu sẽ test chỉnh trở lại để chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta có thể mua. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì FPT đã đánh thủng vùng giá 50. Với lực cầu khá là tốt, Và như vậy thì chúng ta sẽ phải xem ở trong một cái góc độ, gọi là trong một cái góc độ ở nến tuần. Trong góc độ nến tuần để chúng ta có thể xem thử là cái nhịp này thì FPT sẽ đánh về đâu. Và như vậy là FPT đang chạy theo những cái sóng dài rất là mạnh. Thì đích đến tiếp theo của FPT có thể sẽ là đánh ở về vùng 50-55, và mạnh hơn thì có thể đi về vùng 65. Như thế là FPT đang đi theo những cái sóng dài. Ok, cơ hội để tham gia cổ phiếu FPT có còn nữa hay không thì thực sự là khi mà cổ phiếu mà đã vượt đỉnh thì cổ phiếu có thể sẽ có 1 đến 2 phiên test lại vùng đỉnh, tức là test lại vùng 50 này. Thì với những anh chị mà yêu thích mã cổ phiếu về công nghệ thì chúng ta cũng có thể tham gia mã cổ phiếu FPT, bởi vì hiện tại FPT đang khá là mạnh. Thêm một mã cổ phiếu nữa, CMG. Ngày hôm nay thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta bắt cổ phiếu CMG. CMG canh nhặt hàng dần ở quanh vùng 37 trong phiên ngày hôm nay. Bởi vì Hùng khi đó Hùng cũng nhìn thấy rằng cổ phiếu CMG thì là một cổ phiếu về ngành công nghệ rồi, đúng không ạ? Nó cũng là một cổ phiếu về ngành công nghệ, và Hùng đang nhìn thấy có những cái phiên mà cổ phiếu này đã test lại ở quanh vùng 36 khá là ok, và những cái lực cầu quay trở lại đây thì Hùng đánh giá rằng là chúng ta có thể tham gia lại cổ phiếu này ở quanh vùng 37 và kết phiên thì cổ phiếu CMG sẽ CMG đóng cửa vùng giá 38. Đây là một mã cổ phiếu chạy theo kênh và ở vùng giá 37. Ông nhìn thấy ở vùng giá 37 khá là ok, thì các anh chị có thể canh ở vùng giá quanh vùng giá 37. Có thể là những anh chị nào mà kỳ vọng ở một cái mức độ thấp hơn thì có thể là canh nhặt ở quanh vùng giá 36.5, vùng 36 đến vùng 37, ví dụ như vậy. Để chúng ta tham gia mã cổ phiếu CMG thì hiện tại ông nhìn thấy là đang có những tín hiệu hồi tại đây. G và Novaland. Đối với G ở trong cái xu thế hiện tại thì trong cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến việc G. G là một mã cổ phiếu blue chip cũng tương đối là tốt, và Hùng đang nhìn thấy là khả năng là G sẽ kỳ vọng là G sẽ đánh vượt cái vùng đỉnh ở đây, tức là vượt cái vùng đỉnh 34.5 để trong nhịp đánh này có thể tiệm cận về vùng 37. Trong phiên ngày hôm nay thì có lúc là G đã đánh vượt đến vùng 35, tuy nhiên là không đóng cửa được ở vùng giá
không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất. Tuy nhiên chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là một tuần giao dịch hết sức là tích cực đối với mã cổ phiếu gì. Thì cái điểm mà cổ phiếu này cần phải đánh vượt qua đấy là vùng giá 35. Nếu như cổ phiếu này muốn đi tiếp thì sẽ đánh vượt thoát vùng 35. Lực cầu hút vào cổ phiếu Z hiện tại đang khá là mạnh, và khả năng với một cái lực cầu này thì sẽ lấp cát, và cái đích đến tiếp theo của Z sẽ là ở vùng 37. Novaland thì nó cũng không có gì là đặc biệt. Cổ phiếu này thì đánh lình xình theo một cái kênh khá là ngắn ở quanh vùng giá 57, quanh vùng giá 57 và đến vùng giá 61. Cổ phiếu này mang tính chất giữ nhịp thôi chứ chúng ta cũng không tham gia. VCG thì trong giai đoạn hiện tại tạo lập đang đánh đi ngang, các anh chị cũng có thể nhìn thấy là một cái chiều dài đi ngang khá là dài quanh vùng giá 26. Chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích và định lượng mã cổ phiếu này. Bình Minh thì BMP hiện tại đang khá là ok, khá là tốt. Những cái kịch bản gần đây các anh chị cũng có thể thấy là kịch bản thứ nhất đấy là Bình Minh đánh chạm vùng 50, sau đó thì có những cái phiên test chỉnh lại quanh vùng khoảng vùng 48, quanh vùng 48 và sâu hơn thì có thể là vùng 47, và như vậy là sau khi mà cổ phiếu này test chỉnh thành công thì cổ phiếu đã có những phiên đánh vượt thoát lại ở vùng 50, và phiên cao nhất là đâu đó đã chạm đến vùng 52. Và trong cái nhịp đánh này thì cũng có thể kỳ vọng là cổ phiếu này có thể đánh chạm vùng 55 đây, đến vùng 55 đến vùng 56, vùng 550 đến vùng 56, và từ vùng này thì cổ phiếu lại chỉnh lại thì chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế khi mà cổ phiếu này đánh chạm đến vùng target phân tích, và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn các yếu tố kỹ thuật để chúng ta có thể định lượng được những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu. MWG. Đối với MWG thì trong cái nhịp phân tích ở trước đây thì Hùng có đề cập là cái nền 82.5 tức là vùng ở rất thấp ở dưới này, và chúng ta liên tục phân tích mã cổ phiếu này. Khi cổ phiếu đã chạm về vùng phân tích ở đây, tức là vùng phân tích ở vùng đâu đó target ở khoảng vùng 110, và sau đó thì những cái nhịp test chỉnh thì Hùng có đề cập đến việc là khả năng thì cổ phiếu này sẽ tích lũy lại sâu thì sẽ là chạm đến vùng 100, và target cao nhất của cổ phiếu này thì có thể chạm về đến vùng giá 120, có thể chạm đến vùng 120 ở trong nhịp đánh này. Thì hiện tại xu thế hiện tại của MWG khá là tốt, khá là ok. Những điểm mở mua mới thì nó sẽ mang cái tính chất rủi ro khá là lớn, chúng ta chỉ có canh những cái nhịp test chỉnh của cổ phiếu để chúng ta tham gia, và xu thế hiện tại của MWG thì đang khá là tốt, và cái đích đến tiếp theo của cổ phiếu sẽ là ở vùng giá 120. Khi cổ phiếu đã chạy và lên những cái target cao như vậy thì chúng ta sẽ không khuyến nghị mua nữa. VGC. VGC thì cũng hoàn toàn tương tự như VCG, tức là có một cái nền tích lũy khá là dài quanh nền giá 19.5, hiện tại thì cũng chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật thực sự là tích cực để chúng ta có thể phân tích định lượng những cái điểm tiếp theo, khả năng thì vẫn là đi ngang thôi. TV2. Mã cổ phiếu TV2 thì là một cái mã cổ phiếu mà nó đi khá là chậm, và nó cứ túc tắc nó đi vậy. Chúng ta thử kiểm tra xem cái kênh xu thế của cổ phiếu. Khả năng thì cổ phiếu này sẽ chạm đâu đó khoảng vùng 87. Khả năng TV2 trong nhịp này sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 87, và từ vùng 87 này thì cổ phiếu lại túc tắc đi lên. Cái cách đi của mã cổ phiếu này thì nó khá là chậm rãi, sẽ chỉnh về vùng 87, và từ vùng này nếu có những cái phiên có lực cầu xuất hiện trở lại và sau đó thì cổ phiếu này sẽ đi lên đến đâu, đi lên thì đầu tiên sẽ là về đến vùng 100, tức là về lại cái mệnh to to này, sau đó thì chúng ta sẽ phân tích các cái nhịp tiếp theo của cổ phiếu TV2.
Xu thế ngắn hạn thì lực hồi Hùng chưa nhìn thấy, và khả năng thì cổ phiếu này vẫn sẽ đi ngang và có thể test chỉnh sâu đẹp nhất đấy là về khoảng vùng giá 87, các anh chị lưu ý. PNG thì PNG thì Hùng có khuyến nghị với các anh chị là chúng ta mở mua ở quanh vùng giá 77 cùng với mã cổ phiếu Mansan. Với hai mã cổ phiếu khuyến nghị cùng thời điểm đó thì Mansan thất bại, còn PNG thì đã có những nhịp đánh lên khá là mạnh, bởi vì hiện tại các anh chị cũng có thể nhìn thấy là giá vàng thì đang khá là tốt. Hai phiên rung rũ mạnh của cổ phiếu này, tức là khi về đến vùng 85 thì cái lực chốt lời khá là mạnh. Ở trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng rằng PNG có thể đánh về vùng giá 90. Tuy nhiên với việc là hai phiên chốt mạnh như này thì các anh chị lưu ý, nếu như phiên thứ hai mà PNG không lấy lại được vùng giá 85, các anh chị lưu ý không lấy lại được vùng giá 85 thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt ở một cái vị thế ngắn hạn để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận. PVCA thì nữa, những cái mã cổ phiếu này thì mình sẽ phân tích ở trong cái list danh mục. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua lại các cái nhóm ngành chính, ví dụ nhóm ngành ngân hàng, họ cổ phiếu nhà VIX và một số các mã cổ phiếu trụ như là Vinamilk, như là Mansan, BVH và dòng dầu khí. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng trên một xu thế tổng thể thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái xu thế tổng thể của tất cả các cái mã cổ phiếu thì hiện tại đã bị gãy những cái nền hỗ trợ khá là mạnh, và khi cổ phiếu bị gãy những cái nền hỗ trợ khá là mạnh như vậy thì chúng ta sẽ cần thời gian, tức là chúng ta sẽ cần thời gian để cổ phiếu tích lũy trở lại. Và sau cái thời gian tích lũy đó thì cổ phiếu mới phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Tức là có thể là sau một cái nền tích lũy thì cổ phiếu sẽ gãy tiếp, hoặc là sau một cái nền tích lũy thì cổ phiếu sẽ có những cái sức bật để tăng lên. Thì xu thế hiện tại Hùng nhìn thấy cái xu thế tổng thể chung của các cái dòng thì hiện tại đang là như vậy. Và chúng ta cùng xem lại VN Index của chúng ta. Hiện tại đang có một cái gì nó bị lỗi nhỉ? Chúng ta cùng xem lại VN Index của chúng ta thì đó là một điều là trong bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến vùng 980, cái vùng có thể cổ phiếu sẽ test chỉnh sâu nhất để có thể đảm bảo những cái yếu tố kỹ thuật tiếp theo. Và hiện tại thì VN Index đã lấp lại được 1/2 gap của những cái phiên gãy ở trước đó, lấp lại 1/2 gap. Dòng tiền thì hiện tại là đang có những cái xu thế tích cực hơn, khi mà sau một cái phiên tăng điểm của VN Index thì sau đó thì sẽ có một phiên test nhẹ như vậy, và cứ một phiên tăng mạnh thì sẽ có những cái phiên test nhẹ. Và Hùng Lê kỳ vọng là với việc là thị trường của chúng ta phục hồi thì có thể lấy lại được cái vùng đệm 980, còn xu thế để thị trường tăng mạnh ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy bất cứ một cái động lực nào để có thể thúc đẩy được cái chỉ số VN Index của chúng ta tăng mạnh. Và rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua, những anh chị nào mà chúng ta cầm nắm những cái mã cổ phiếu mà nó trụ, hoặc là những cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính chất nó bị ảnh hưởng lớn đến cái xu thế chung của thị trường, thì chúng ta cũng đã bị một cái mức lỗ tương đối là lớn. Chính vì cái việc như vậy, và trong những cái bản tin gần đây nhất thì Hùng Lê có đề cập đến là chúng ta sẽ cần tập trung dòng tiền vào bốn cái nhóm ngành cơ bản nhất. Đấy là những cái nhóm ngành như là khu công nghiệp, như là cao su, như là Viettel đó, và nhóm một số các cái mã cổ phiếu về bất động sản. Ví dụ như là PDR, ví dụ như là Nam Long, ví dụ như là HDG, thì đấy là những mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể tham gia đầu tư. Ok, phần thứ ba thì chúng ta cùng điểm lại tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta đã theo dõi trong cái thời gian vừa qua. Hùng sẽ điểm qua nhanh thôi. Nam Long, NLG. Đối với Nam Long thì quan điểm hiện tại trong những bản kịch bản phân tích của Hùng ở trước đây thì Hùng có đề cập đến việc trong nhịp hồi này Nam Long sẽ hồi về đến vùng 31, đánh break vượt vùng 31 và để đi về vùng target 34. Thì trong phiên kết tuần, Nam Long đã có những cái tín hiệu kỹ thuật hết sức là ấn tượng khi mà đã break được, vượt thoát được vùng 31 và có một cái lực cầu
đánh lên khá là mạnh. Hiện tại thì cũng đang kỳ vọng rằng Nam Long sẽ có một cái sóng dài của Nam Long, và đầu tiên sẽ là đi về đến vùng 34, và khi về cổ phiếu về đến vùng 34 thì khi đó Hùng sẽ tiếp tục phân tích những cái định lượng tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. VGC, VCG thì cũng đã phân tích rồi. HDG, Hà Đô. Đối với HDG thì Hùng đã có HDG, các anh chị chờ một tí, phần mềm admin nó đang bị lỗi. Đối với HDG thì Hùng đã có những cái đánh giá ở cổ phiếu này ở quanh vùng giá 32 đến vùng 33.5. Khi đó khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia, và liên tục trong các bản tin hàng tuần có đề cập đến cổ phiếu này. Hiện tại thì cổ phiếu này đang có những phiên test cung, và các anh chị lưu ý vùng 35.5. Nếu vùng 35.5 này cổ phiếu không bị thủng và có những phiên break đánh vượt thoát vùng giá 37 thì cái đích đến tiếp theo của cổ phiếu này, sẽ đánh chạm vùng 40. Còn ngược lại, nếu ở vùng 35.5 này cổ phiếu bị gãy mạnh và có những phiên mà có lượng cung lên đến khoảng tầm 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta bán ra, bởi vì lúc đó là những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu có thể nó sẽ bị phá vỡ. Các anh chị lưu ý giúp HDG ở vùng giá 37.5. Đạt Phương, PDR thì đã hoàn thành. Đạt Phương thì đã hoàn thành vùng target phân tích ở vùng giá 50. Các anh chị có thể lưu ý đến vùng giá 50. Từ cái vùng mà khuyến nghị các anh chị ở quanh vùng giá 40.5, và hiện tại trong phiên ngày hôm nay thì Đạt Phương sau khi về đến target thì Đạt Phương đã có một cây nến đỏ, tức là rơi về đến vùng target, thì có thể là cái về đến cái vùng này thì cái lực cầu chốt, cái lực chốt của các nhà đầu tư có thể nó sẽ rất là lớn. Và đối với Đạt Phương thì các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng giá khoảng vùng giá 47. Nếu 47 này bị phá vỡ, tức là về nguyên tắc thì về khi cổ phiếu chạm target thì chúng ta sẽ chốt, đúng không ạ? Chạm target phân tích chúng ta sẽ chốt, nhưng mà nếu những anh chị nào mà chưa chốt và còn nấn ná để có thể kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo thì các anh chị lưu ý giúp Hùng cái nền giá 47 này sẽ là một cái nền để có cái nền chốt chặn cuối cùng. Nền 47 này cổ phiếu Đạt Phương bị phá vỡ thì như thế là chúng ta cũng sẽ phải chốt hết toàn bộ trong cái nhịp đầu tư này. VCS. Đối với VCS thì là một cái mã cổ phiếu mình cũng đã có phân tích. Khi chạm target 80, sau đó những cái nhịp test chỉnh thì cũng có đề cập đến khoảng vùng giá 70, khoảng vùng giá 72, và cổ phiếu này chỉ chỉnh về quanh vùng giá 74 và có những cái nhịp đánh thủng vùng 80, và sau đó thì đang có hướng đi về vùng target 90, thì khả năng là trong cái nhịp này thì cổ phiếu này cũng sẽ đánh về vùng target 90. Các anh chị lưu ý khi chạm về đến vùng gần đến vùng này chúng ta sẽ canh chốt mã cổ phiếu VCS. SI thì chúng ta sẽ không phân tích nữa. KBC. Trong tuần vừa qua thì KBC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã đề cập đến ở trên Zoom. Đây KBC. Đây là Hùng đang lead lại thôi. Còn những cái nhịp mà khuyến nghị ITA và KBC thì nó nằm ở đằng trước này. Thì đối với KBC thì trong một cái nhịp đánh ở gần đây thì Hùng có kỳ vọng là KBC có thể đánh chạm vùng 17. Các anh chị cũng thấy rằng là KBC đã có một phiên đánh rất là mạnh ở đây, và sau đó thì đã có 3 phiên test thì có thể cổ phiếu này sẽ test và lấp lại vùng 15.5 ở đây. Và ở vùng 15.5 này thì cổ phiếu sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Đối với trong giai đoạn hiện tại thì KBC cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay. DIG và đất xanh. DIG
DIG thì rõ ràng một điều là DIG đã bị thủng tín hiệu kỹ thuật ở trong những cái phiên tuần trước, thủng ở trong những cái phiên tuần trước chúng ta sẽ không phân tích nữa. DXG đất xanh cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đất xanh thì Hùng đã có những nhịp đề cập khả năng là cổ phiếu này sẽ rơi chạm vùng 14. Ở đó các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là khi mà những cái nền bị gãy và rõ ràng là đất xanh cũng rơi gần chạm đến vùng 14, các anh chị xem ở đây là chạm đến bao nhiêu ạ? Vùng 14.3, vùng 14.3 thì khả năng trong nhịp này đất xanh rơi về vùng 14 và từ vùng 14 này thì sẽ test đỉnh ở những cái nhịp đó. PDR thì đã phân tích rồi. Chưa, PDR. Bất động sản phát đạt. Thì PDR là một cái mã cổ phiếu cũng chạy chạy theo kênh, chạy theo kênh. Vùng nền tích lũy của cổ phiếu ở đây đâu đó vùng 26.5 đến vùng 27. Khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở quanh vùng 26.5, 26.5 ở trong nhịp này. Thì đối với mã cổ phiếu này, cổ phiếu chạy theo kênh thì thường là cái nhịp đi nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm và nó không 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 nhanh. Thì với những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này có thể quanh vùng 26.5 đến vùng 27 thì chúng ta có thể tham gia mã cổ phiếu này. Nhà Đà Nẵng. Đối với nhà Đà Nẵng thì kịch bản đã đề ra rồi, có thể test chỉnh lại về vùng 17 và đánh vượt thoát kênh break qua vùng 18. Thì hiện tại là cổ phiếu này đã đánh về vùng 18.5, đang có 3 phiên test lại kênh ở trên kênh, và cái đích đến của cổ phiếu nhà Đà Nẵng có thể đánh chạm ở vùng 20, đánh chạm ở vùng 20 ở trong nhịp đánh này đối với mã cổ phiếu Đà Nẵng. Chứng khoán xem VCI có gì không. Vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang và chưa có gì đột biến. Dầu khí Pelic thì Hùng đã phân tích rồi. PVT. PVT thì trong xu thế hiện tại cổ phiếu PVT thì Hùng cũng đã có đề cập. Đã có đề cập ở trên room. PVT khả năng là những cái nhịp mà rất là sớm. Rất là sớm của PVT. Quanh vùng 17. PVT. Đối với PVT thì hiện tại là có thể cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 19. Thì khi chạm vùng 19 thì chúng ta sẽ xem những cái động thái của cổ phiếu này ở ở cái nền 19. Và với việc những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì trong những bản tin trước đây trên biểu đồ liên tuần thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Cổ phiếu này có thể đánh chạm về vùng đỉnh cũ, đấy là khoảng quanh vùng 21.4, quanh vùng 21.4 và thậm chí là có thể cao hơn là sẽ về vùng 25. Tuy nhiên cái việc là chúng ta sẽ theo dõi các tín hiệu kỹ thuật hàng tuần để chúng ta có thể phân tích tiếp. Vùng 19 thì mình nghĩ là cổ phiếu sẽ đánh vượt qua và cái đích đến gần nhất có thể là sẽ quanh vùng 21, đấy là cái đích đến gần nhất ở đây đối với mã cổ phiếu PVT. PVT hiện tại tín hiệu kỹ thuật rất là đẹp. Các cái mã cổ phiếu về hàng không, HVN thì trong kịch bản phân tích của Hùng thì HVN có thể giảm về vùng 38, và trong tuần thì cũng đã có những phiên giảm về gần vùng 38 và đang có những cái vùng nền test tích lũy tại đây. Xu thế hiện tại của HVN thì đang hơi xấu, tức là cái xu thế chủ đạo là xu thế đi ngang và xu thế giảm giá là chính. Các anh chị lưu ý, chúng ta cầm nắm HVN thì chúng ta cũng có thể canh những cái nhịp hồi để chúng ta có thể hạ thị trọng. VDC thì Hùng đã phân tích rồi, ACV và NCT. Đối với ACV thì cổ phiếu này đánh nó cũng khá là dài. Những cái điểm mà chúng ta có thể mở mua gom đến vùng 81.5, chúng ta cũng canh thế thôi, chứ còn chúng ta cũng không nên đeo bám ở những cái vùng giá cao, bởi vì thường thường là cổ phiếu này hay có những cái phiên đánh rũ lên và sau đó thì đánh rũ xuống, và cái nền 81.5 đó là chính là cái nền mà chúng ta sẽ tham gia. Hùng đã liên tục phân tích những cái mã cổ phiếu này cho các anh chị rồi. Còn đối với ACV thì hiện tại Hùng đang kỳ vọng một sóng dài và có thể đánh ở trong cái nhịp này thì có thể đánh chạm vùng 95.
Nhà của tôi NCT. NCT thì trong giai đoạn hiện tại sau khi có một nhịp đánh dẫn thì cũng đang kỳ vọng tích lũy lại nền 73 đến nền 74. Hiện tại thì vẫn là một cái xu thế đang khá là lình xình ở quanh đây và có thể test chỉnh sâu về vùng 72 thì phiên ngày hôm nay là đã có lúc là đã thủng vùng 72, kết phiên ở vùng 72.9 thì đối với cổ phiếu NCT này thì chúng ta phải đánh khá là kiên trì, tức là kỳ vọng vào một cái nhịp đánh dài thì khi mà kỳ vọng vào một cái nhịp đánh dài thì cổ phiếu thường là có những cái nền tảng tích lũy đánh rũ cũng khá là vất vả. Các anh chị của chúng ta cũng phải hết sức là kiên trì. HNG thì cũng đã phân tích có những cái nhịp có thể có những cái nhịp test chỉnh về quanh vùng 17 đến 17.5 và kỳ vọng đánh vượt vùng 19 để đi về target vùng 20. Xu thế hiện tại thì cũng chưa thực sự là tích cực khi mà dòng tiền đang hơi yếu, dòng tiền đang hơi yếu. Ở cái nhịp hồi này thì trước hết là cũng sẽ kỳ vọng hồi lại về vùng 19 đã. Và từ vùng 19 thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Mã cổ phiếu nhựa ba con A. Ba con A thì khá là xấu khi mà cổ phiếu này bị gãy vùng nền 18.5. Bị gãy vùng nền 18.5 và bị đang rơi lại ở đây là vùng nền 17 đến 17.3 thì khả năng cổ phiếu này lại tích lũy lại ở quanh vùng này. Cái điểm hồi phục thì hiện tại cũng chưa nhìn thấy nhưng mà cái nền mà nền hỗ trợ thì nền 17 đến 17.3 này thì đang khá là ổn. Khuyến nghị mua thì hiện tại Hùng không khuyến nghị mua bởi vì cái lực đánh của cổ phiếu cũng đang khá là yếu. Dệt may TNG thì cũng đã có một cái nhịp rơi khá là mạnh và hiện tại thì đang chạm về vùng 19. 19 là một cái vùng hỗ trợ ngắn 19 à 18, 18 đến 18.5. Thì các anh chị cũng có thể lưu ý giúp Hùng là xu thế hiện tại của TNG thì đang hơi xấu khi đường MACD tiếp tục mở rộng và cái vùng đệm 19 này là cái thanh trì cuối cùng nếu bị gãy nền 19, bị gãy nền 10 à xin lỗi cả nhà, gãy nền 18 đến nền 18.5 thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta có thể hạ thị trọng đối với mã cổ phiếu TNG bởi vì TNG đã bị gãy vùng nền ở trên này là vùng nền 20.5 và nền 18 sẽ là một cái nền cuối cùng để có thể xác định được cái xu thế tiếp theo. Họ nhà Viettel thì trong tuần vừa qua cũng hết sức là rực rỡ VGI. VGI đã hoàn thành target phân tích ở đây, tức là có thể đánh chạm vùng 35 đến vùng 36 thì trong tuần vừa qua thì VGI đã đánh chạm về vùng này. Khi đánh chạm về vùng này, tức là chạm về kênh trên thì cổ phiếu nó sẽ có những cái phiên lình xình tích lũy và trở lại đây thì đấy là điều hết sức là dễ hiểu. Hiện tại thì đang có hai phiên cạn cung và những phiên test lại quanh vùng 34.5 thì khá là đẹp, khá là đẹp. Dòng tiền của những cái phiên đánh mạnh này thì hiện tại là chưa ra hết cổ phiếu, chưa ra hết và có thể ý đồ tạo lập là đang muốn đánh vượt vùng 36, đang có ý đồ tận đánh vượt vùng 36. Tuy nhiên với những anh chị mà chúng ta đang canh, Tùng Lê biết rằng là rất nhiều những anh chị đang canh lại để có thể tham gia mã cổ phiếu VGI thì trong nhịp này có thể kỳ vọng là cổ phiếu sẽ đánh chạm lại vùng 32 nhưng mà về vùng 32 thì nó cũng khá là khó bởi vì trong nhịp đánh này thì Hùng cũng thấy là mới đánh chạm về vùng 34 thôi thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở một cái nền thấp hơn. CTR đối với CTR thì trong cái nhịp này thì Hùng cũng chỉ phân tích được đến vùng 50, tức là có thể kéo xả về đến vùng 50 và sau đó thì cổ phiếu cần phải test chỉnh trở lại. Tuy nhiên là kéo một mạch về vùng 60 và hiện tại thì chưa có dấu hiệu dừng. Chưa có dấu hiệu dừng khi mà cái dòng tiền đánh ra nó không 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 lớn, không lớn. Và như thế thì cổ phiếu này sẽ đi về đâu thì bây giờ hiện tại là cũng không biết phân tích đi về đâu. Và nếu những anh chị nào mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng có thể là khi mà đánh break qua vùng 50 thì cổ phiếu sẽ có những phiên test lại vùng 50 thì đã có một phiên test lại vùng 50, hai phiên gần đến vùng 50 thì chúng ta có thể canh ở vùng này thôi. Và cái việc mở mua ở đây thì 50 50, tức là chúng ta may mắn thì chúng ta có thể tiếp tục có một cái nhịp tăng tiếp theo của cổ phiếu hoặc nếu không thì khi cổ phiếu về mà cổ phiếu khi cổ phiếu về đến tài khoản của mình mà cổ phiếu tiếp tục có xu hướng xấu thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải bán ra. VTK cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích ở cái vùng nền ở đâu đó khoảng
quanh vùng 25 đến vùng 29, khuyến nghị thì đâu đó khoảng vùng 28. Target gần thì đã phân tích về vùng 40 đến vùng 45 thì gần như là đã chạm được hai target này, và có thể cổ phiếu sẽ test chỉnh lại đến vùng 40. GEG. Đối với mã cổ phiếu GEG thì đây là một mã cổ phiếu rất là mạnh về ngành thủy điện và đã được phân tích rồi. GEG đã có những phiên đánh vượt đỉnh, và sau đó thì đã có những cái nhịp test, ở đâu đó khoảng quanh vùng giá 26, và hiện tại thì đang có những phiên đánh lên, và target mà chúng ta phân tích đối với mã cổ phiếu GEG thì đã chạm vùng giá 20. chạm vùng giá 30. Sau khi có những phiên đánh break đỉnh ở đây, tức là đánh vượt thoát vùng 24 và có những phiên test lại quanh vùng 24.7 rất là đẹp ở đây. Thì tại cái điểm vùng 24.7 này thì cũng đã có phân tích và khuyến nghị chúng ta có thể canh mua ở quanh vùng đó. Thủy sản MPC. MPC có gì xuất sắc không? MPC thì từ cái nhịp hồi từ khoảng vùng 31 đến vùng 33 thì hiện tại là MPC không thể hồi lại, tức là không thể hồi lại về vùng giá 40, tức là vùng chúng ta phân tích là vùng giá 40 nhưng không thể hồi lại về đó, và chỉ cái lực hồi này chỉ đánh chạm được về vùng 37.3, và sau đó thì đang có những phiên rơi rất là rơi mạnh. Xu thế hiện tại của MPC thì đang khá xấu khi mà đường MACD đang chuyển pha xu thế. Đối với MPC thì đang khá xấu, và ngành thủy sản có thể chúng ta sẽ loại bỏ ra khỏi danh mục. Dệt may chúng ta cũng loại bỏ. Cổ phiếu ngành dược thì trong tuần trước thì cũng có đề cập đến mã cổ phiếu DMC. DCM. DMC. Đề cập đến cổ phiếu DMC thì chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ đến tuần. Khi đó thùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này đã có một cái nền ở quanh khoảng 68.5 đến nền 73, và chúng ta bắt đầu quan tâm trở lại cổ phiếu này ở quanh vùng giá 75. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta xem biểu đồ những ngày thì sau cái phiên sau kết tuần, tức là Hùng khuyến nghị thì sau đó thì có đến hai phiên trần, tức là hai phiên kéo trần lên, và sau đó thì đang có những phiên lấp gáp lình xình ở đây, tức là cổ phiếu đánh không cho nhà đầu tư chúng ta tham gia chứ còn nếu mà việc đánh nổi gáp thế này thì nó cũng khá là rủi ro, chúng ta không thể tham gia được. Khu công nghiệp thì chúng ta có D2D, NCT, D2D. Rõ ràng là trong cái nhịp rơi vừa qua, thì cổ phiếu khu công nghiệp đó là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà được Hùng đề cập và gần như cũng tránh bão khá là tốt, khá là ok. D2D đã có những phiên đánh vượt vùng 82.5, và sau đó thì có một phiên kéo trần với một lực cầu khá là mạnh, và đang có 3 phiên test lại. Thì hôm nay ra rằng những cái phiên test tích cực nhất là sẽ test về khoảng quanh vùng 87. Test về quanh vùng 87 nó là hợp lý, và sau đó thì từ vùng 87 này lại tiếp tục có một hành trình đi lên, thì đối với cổ phiếu D2D là như vậy. Sóng ngành cổ phiếu khu công nghiệp thì cũng đánh giá rằng là vẫn chưa hết, bởi vì là cái kết quả kinh doanh của khu công nghiệp thì đang, những cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp thì đang khá là tốt. NTC khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Nam Tân Uyên thì đang có những phiên test lại, ở vùng giá 180 và thậm chí là một vùng giá 179. Sâu hơn sẽ là vùng 178. 178 thì nó hợp lý. Đó, có thể là cổ phiếu này sẽ test lại ở quanh vùng 178. Một vùng 178 thì nó hợp lý hơn. Lực ra hàng ở trong giai đoạn hiện tại cũng khá là mạnh như thế này, thì không biết là yếu tố tạo lập như nào, nhưng cũng đánh giá là khả năng là sẽ
ở vùng 178. Vùng 178 thì sẽ tích lũy lại tại đây và chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của NTC. Một số các cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp khác, IDV. IDV thì sau khi chưa chạm được đến về vùng 45, chỉ chạm được đến vùng 42 thì đang có hai phiên rơi khá là mạnh. Chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì như vậy là đang có những phiên test lại ở khoảng 1/2 cây nến tuần ở trước đó, khoảng vùng 37.5, thì như thế là khá là vẫn khá là ok, chưa có vấn đề gì. Ở vùng 37.5 này nó sẽ có những cái điểm điểm nhấn để giúp cho chúng ta có thể định lượng được cái xu thế đi tiếp theo của IDV. Nhưng mà trong cái quan điểm của Hùng thì IDV vẫn có thể đánh chạm về vùng 45. Đích đến gần nhất của cổ phiếu IDV sẽ là vùng 45. Nhìn trên xu thế tổng thể hiện tại thì cái cách đi của mã cổ phiếu IDV này trong một cái xu thế đánh trước đây cũng như vậy, tức là sau một tuần tăng mạnh thì sẽ có hai tuần test trở lại và sau đó thì tuần thứ ba lại có những cái điểm đẩy đi lên. Thì chúng ta vẫn kỳ vọng IDV theo một sóng ngành của khu công nghiệp. SZL. Đối với SZL thì cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng đã đề cập và khuyến nghị các anh chị ở trên team của chúng ta tham gia. SZL hiện tại là có những phiên đánh vượt kênh, tức là đánh vượt kênh ở đây là vượt xu thế ở khoảng vùng giá 55 và đang có những phiên test tích lũy quay trở lại đây. Và đang có những phiên test cung ở vùng giá 60, thì Hùng đang kỳ vọng rằng cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 60. Đánh vượt thoát vùng 60 để có thể đánh về ở một vùng cao hơn, đấy là ở một tiệm cận đến vùng giá 70. Một số các cái mã cổ phiếu thêm một cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp nữa là BCM. Đối với BCM thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, BCM có thể có những phiên test lại cung ở quanh vùng 31.8 đến khoảng vùng giá 32. Test lại ở phần cung trên này và Hùng vẫn kỳ vọng rằng BCM cũng sẽ có một cái nhịp đánh lên khá là mạnh ở đây. Sẽ kỳ vọng với sóng của ngành khu công nghiệp thì đối với mã cổ phiếu này, BCM Hùng cũng đã khuyến nghị chúng ta đầu tư ở trên Zoom. Tiếp theo chúng ta một số các cái mã cổ phiếu trụ này thì Hùng đã có phân tích rồi. Ngành công nghiệp cao su thì có hai mã cổ phiếu VRG. Đối với mã cổ phiếu VRG thì có một cái nền ở đây, nền 13 đến nền 14 và khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở quanh nền 14.2 đến 14.3. Hiện tại có một phiên break khá là mạnh lên đến vùng 16 và đang có những phiên test lại cung, thì Hùng đánh giá rằng là ở những phiên test chỉnh lại quanh vùng 16 nó sẽ là khá là hợp lý để có thể đi về đến target vùng 19 đến vùng 20. Trước mắt sẽ là vùng 19. Ở trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang có đề cập đến cái vùng target của nó ở đây và kỳ vọng những phiên test chỉnh lại ở quanh vùng 16 nó sẽ là hợp lý. Sẽ là hợp lý đối với mã cổ phiếu VRG. GVR cũng là một cái mã cổ phiếu rất là mạnh của ngành cao su. Cổ phiếu này cũng đã có phân tích rồi, và đã có những phiên break kênh ở quanh khoảng vùng 15, ở quanh vùng 15 và hiện tại thì đang có những phiên trả lại cung cầu ở quanh vùng 16.4. Thì những cái điểm test cái đích đến của cổ phiếu này vùng 17 thì đã chạm vùng 17 rồi và cũng đang kỳ vọng là có thể đánh vượt thoát vùng 17 thì chúng ta sẽ có thể có những cái phiên test cung lại quanh vùng 16.2. Nếu như tại vùng 16.2 này cổ phiếu này tiếp tục tích lũy thành công và có thể đánh vượt thoát đi lên thì như thế là cái đích đến của cổ phiếu nó sẽ được nâng cái target lên từ vùng 17, có thể đánh chạm đến vùng 20. Thì chúng ta sẽ căn cứ cái vùng 16 đến vùng 16.2 này để chúng ta có thể kiểm định lại cái lượng cung cầu để chúng ta có thể xác nhận một cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu hay không. Thì đối với mã ngành cao su nó rất là ok. Một số các mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng không có phân tích ở đây bởi vì là cái thời lượng hôm nay thì Hùng cũng đang hơi vội. Hùng có được xem lại cổ phiếu HAG thì Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn hiện tại thì đang có một cái nền ở đây, một cái nền nền hỗ trợ của cổ phiếu này ở đây, một cái nền hỗ trợ ngắn ở khoảng vùng 4.92.
Đối với ở vùng 4.92 này thì chúng ta cũng có thể mở mua đối với mã cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thì có thể là sẽ có một cái nhịp đánh hồi đây, sẽ hồi về vùng 5.4, khả năng là sẽ hồi về vùng 5.4 đánh một cái nhịp sóng ngắn ở đây thôi. Hoàng Anh Gia Lai ở trong giai đoạn hiện tại thì nó cũng không có gì xuất sắc. AGR thì vẫn đang lình xình vùng giá 4 đến 4.15. Một số các cái mã cổ phiếu khác ví dụ như DGC cũng sẽ kiểm tra mã cổ phiếu DGC. DGC thì đang hiện tại đang có những phiên đánh lình xình ở đây, và cái vùng cái điểm tỉ bật của DGC đây sẽ là khoảng quanh vùng 31. Vùng 31 sẽ là một cái điểm điểm mà cổ phiếu này có thể sẽ từ vùng này sẽ có phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, và target của DGC thì trong cái giai đoạn hiện tại chúng đánh giá rằng có thể chạm về vùng 35. Đến khoảng vùng 36, mạnh hơn thì có thể đánh về vùng cao hơn, nhưng mà trước hết là sẽ kỳ vọng đánh về khoảng vùng 35 đến vùng 36 ở đây. NAF NAF thì trong một cái giai đoạn hiện tại thì cũng đang nhìn thấy ở vùng khoảng vùng 18.7 đến vùng 19.3 đang có lình xình ở đây, thì cũng kỳ vọng là trong cái nhịp đánh này thì có thể đánh chạm về vùng 22, đánh chạm về vùng 22. Tuy nhiên nếu mà cái nền tích lũy đó bị phá vỡ thì các anh chị của chúng ta cũng lưu ý, những anh chị đang cầm nắm mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng canh để chúng ta có thể ra hàng. PTB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng liên tục đề cập đến, hình như hiện tại là đang bị mất mạng. Hiện tại thì đang bị mất mạng dẫn đến là một số các cái tín hiệu. PTB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng liên tục phân tích cho các anh chị. PTB là một cái mã cổ phiếu mà chạy theo kênh. PTB là một cái mã cổ phiếu chạy theo kênh, và những cái điểm test sâu về đến khoảng vùng giá 65, và sau đó có những phiên lình xình ở đây thì cũng có đề cập đến anh chị là chúng ta có thể canh ở quanh vùng 67.5 để có thể tham gia ở nhịp đánh này. Thì PTB ngày phiên kết tuần đã có một phiên lực cầu khá là mạnh đẩy lên tiệm cận đến vùng giá 70. Trong nhịp đánh này của PTB thì sẽ đánh giá rằng sau một cái nhịp gãy ở đây và PTB lại tiếp tục đánh, trước hết là sẽ đánh chạm về vùng đỉnh cũ ở vùng 74, sau đó có thể chạm vùng 75 đến vùng 76. Mã cổ phiếu PTB này là một mã cổ phiếu rất là hay. Bình Minh, Hùng sẽ phân tích tiếp cổ phiếu Bình Minh, BMP. BMI, Bảo Minh. BMI. Đối với BMI, vùng khuyến nghị quan tâm vùng 24 đến vùng 24.5. Đích đến của cổ phiếu quanh vùng 29 đến vùng 30, quanh vùng 29 đến vùng 30. Hiện tại thì cổ phiếu này đánh cũng khá là chậm, cứ đánh đi đánh lại. Những anh chị nào đang cầm nắm thì chúng ta cũng có thể canh BMI ở quanh vùng 29 đến vùng 30. Điểm mua thì bây giờ nó không còn. SZC và SCI. SZC thì cũng đã khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư ở trên Zoom. Khá là nhiều trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có khá là nhiều SZC. SZC thì đây là một mã cổ phiếu mà điểm đánh cổ phiếu mới lên sàn thôi, nhưng mà chen sóng của cổ phiếu này đánh cũng đang rất là hay. Hiện tại thì cổ phiếu này đang có cái điểm điểm gọi là điểm break kênh ở vùng 25 và đã đánh về vùng 27, và sau đó thì đang có những phiên test lại ở vùng 25. Hùng kỳ vọng là từ nền 25 này thì cổ phiếu này sẽ tích lũy thành công, đích đến gần nhất của cổ phiếu sẽ là 30. Những anh chị nào mà chúng ta đang chưa có mã cổ phiếu này thì cũng có thể canh quanh vùng 25. Mã cổ phiếu SCI cũng đã khuyến nghị. Hình như không có mạng là chúng ta không thể tìm được hay sao? SCI.
Đây, ngày mùng 5 tháng 8 thì Hùng có khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia mã cổ phiếu SCI đang canh những phiên lấp gáp quanh vùng 18.5 đến vùng 19. Và hiện tại thì SCI đang đóng cửa vùng 20.6. Vùng kháng cự 22 đang khá là mạnh và hiện tại khi chạm vùng 22 thì cổ phiếu này đã không thể vượt qua, đang có 3 phiên, 4 phiên không đẩy được qua vùng 22 với lượng cầu khá là thấp. Thì trong cái đích đến tiếp theo, trong cái nhịp phân tích này của Hùng thì Hùng đang kỳ vọng là từ những cái vùng lốc gáp này thì cổ phiếu này có thể đánh chạm vùng 25 đến vùng 26. Những cái điểm mua thì bây giờ đã mua sau, các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ bị chậm T hoặc là sẽ bị bất lợi về giá. HAH. Đối với HAH thì Hùng cũng đã có khuyến nghị ở trên room vùng 13.5 đến vùng 14. Khi đó thì HAH đang có những cái phiên đánh lên và Hùng có khuyến nghị là chúng ta tùy cái mức độ kỳ vọng của chúng ta thì chúng ta có thể canh mua. Đây, HAH. Hùng có phân tích một cái mã cổ phiếu HAH khá là dài. Những cái tín hiệu kỹ thuật và khuyến nghị thì tùy mức độ kỳ vọng ở quanh vùng 13.5 đến vùng 14 có thể tham gia và target có thể chạm về vùng 18 và mạnh hơn có thể lên đến vùng 20 đến vùng 22 thì target gần của HAH có thể chạm vùng 18. Sau khi một phiên đánh mạnh lên có mạng rồi đấy. Sau khi một phiên đánh mạnh lên thì sau đó thì HAH đang có những phiên test cung ở một cái phiên trong phiên cuối tuần thì lượng cầu khá là thấp thì cũng đang khá là ok. Đích đến tiếp theo thì sẽ ở vùng 17 đến khoảng vùng 18 đối với mã cổ phiếu HAH. Trong tuần thì cũng đã có khuyến nghị mã cổ phiếu VIP. VIP có một cái nền tích lũy ở đây khá là đẹp ở quanh nền 18.5 đến nền 19 và đã có những phiên break vượt qua thì một số anh chị trong team của Lê đã nhặt được mã cổ phiếu VIP và đích đến tiếp theo của cổ phiếu VIP có thể sẽ là chạm vùng 21 đến khoảng vùng 22 ở đây. Lực đánh của VIP đang rất là đẹp và đây là một mã cổ phiếu ngân hàng Hùng đang thấy đẹp nhất. SZC thì đã phân tích rồi, Hòa Phát phân tích rồi, PVT phân tích rồi, CMX phân tích rồi. ITA cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom. ITA ở vùng 3.15 đâu đó nhiều lắm bởi vì ITA thì liên tục lít lại cho cả nhà nên là dẫn đến một việc ở trong cái lít chat của ITA nó hơi dài. Đây, trong ngày bao nhiêu ta, ngày mùng 5 tháng 8 thì cũng đã có khuyến nghị ITA có thể bắt đánh T cộng ở vùng 3.15 thì sau đó thì ITA đã có một cái phiên đánh kịch trần và sau đó thì có phiên đánh chạm về vùng 3.6 và đang có những phiên lấp gáp. Thì đây là những phiên lấp gáp và lấp gáp mà nếu mà lấp gáp tích cực thì nó cũng phải đâu đó chạm về vùng 3.4 thì nó hợp lý. Chứ còn nếu mà đánh lấp gáp mà sâu quá thì nó không hợp lý. Nếu mà lấp gáp sâu quá thì như thế là cổ phiếu lại bị sai tín hiệu kỹ thuật. Những anh chị nào đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu ITA lưu ý giúp Hùng vùng 3.4 và đích đến ở trong nhịp đánh từ vùng 3.15 này thì Hùng vẫn kỳ vọng có thể chạm vùng 3.9 đến vùng 4 tức là chạm kênh. Trước hết là chạm đấy đã, còn một cái sóng dài của ITA thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sau. KBC phân tích rồi, một mã cổ phiếu CRC cũng đã được khuyến nghị. CRC thì phiên ngày hôm nay thì đang có một phiên trả hơi mạnh. Phiên trả hơi mạnh và có thể phiên này sẽ chạm vùng 16.8. CRC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật đang khá là đẹp. Vùng khuyến nghị mua CRC ở đâu đó khoảng vùng 16. Hình như là vùng 16 khuyến nghị. CRC. Ok, có thể cổ phiếu này sẽ test chỉnh về khoảng vùng 16 đến vùng 16.5.
Và cái đích đến tiếp theo của CRC thì cũng đang kỳ vọng đánh lên tiệm cận được khoảng đến vùng 20. Chạm đến vùng 20 đã, và từ vùng 20 thì sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích ở sau đó. 2HTM HTM thì cũng đã có đề cập đến HTM thì đang có những phiên đánh rất là đẹp, rất là mạnh. Hiện tại thì bây giờ chúng ta tham gia thì chúng ta hơi muộn rồi, bởi vì là đang có những phiên chạy nước rút như này thì nó hơi muộn rồi. Và khả năng thì cổ phiếu này cũng sẽ đánh chạm vùng 16 đến vùng 17. Chạm vùng này. HTM một mã cổ phiếu khá là đẹp nhưng mà không bắt được mã cổ phiếu này. AAV cũng đã được đề cập ở trên Zoom. AAV cũng đã được đề cập ở trên Zoom. Hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ chỉnh đâu đó khoảng chạm vùng 10.4 đến khoảng vùng 10.5 thì có thể bắt lại ở vùng này. Tức là sau khi chạm đến đây thì cổ phiếu chỉnh như này và chỉnh về vùng 10.4 thì chúng ta có thể bắt. Tiếp theo, xu thế hiện tại của mã cổ phiếu này thì cũng đang đánh giá khá là đẹp, khá là ok. Cổ phiếu này thì đánh hơi chậm một tí. SCI cũng đã đề cập, SCI cũng đã khuyến nghị. SCI cũng là một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom, bởi vì khi đó Hùng có nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây thì SCI thì lúc nãy chúng ta đã đề cập rồi, ở nền 22 thì đang có những cái phiên test cung và cũng kỳ vọng là sẽ đánh vượt vùng 22 để chạm về khoảng vùng 26. Ok, đó là một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã đề cập và phân tích cho các anh chị của chúng ta ở trên Zoom. Thì hiện tại thì Hùng Lê đang hỗ trợ tất cả những anh chị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thông qua những cái tin nhắn trực tiếp. Những anh chị nào mà chúng ta thắc mắc những mã cổ phiếu chúng ta có thể chat trực tiếp với Hùng Lê. Còn ở trên Zoom thì Hùng đang hỗ trợ những anh chị đang có những tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán VBS và thuộc team của Hùng Lê. Và Hùng Lê cũng đang rất mong muốn tất cả những anh chị, những cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sau khi theo dõi những cái bản phân tích cùng Lê có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm trong cái việc mà chúng ta đầu tư ở trên thị trường mà đồng pha, người ta gọi đồng pha, hay là có những quan điểm phù hợp thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về để tham gia với team của Hùng Lê. Team của Hùng Lê thì có hai room, một room hỗ trợ các cái kiến thức chuyên sâu về cơ sở và một room thì hỗ trợ về lệnh phái sinh. Và hơn thế nữa thì song trùng với việc đó thì Hùng Lê sẽ có thể tư vấn và giải đáp cho tất cả những anh chị em của chúng ta về các cái mã cổ phiếu. Còn đối với cộng đồng nhà đầu tư, từ một con số là 0 anh chị em đăng ký kênh thì hiện tại là kênh của chúng ta đã có 2988 anh chị em đăng ký. Tức là còn khoảng 2 lượt đăng ký nữa thì kênh của chúng ta sẽ tròn 3.000. Và ở dưới các cái bản tin video hàng tuần thì Hùng hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Tất cả những anh chị em quan tâm đến các mã cổ phiếu, quan tâm đến các mã cổ phiếu thì các anh chị em có thể comment ở dưới dòng thời gian, và Hùng Lê sẽ giải đáp hết tất cả những cái mã cổ phiếu, tất cả các cái mã cổ phiếu ở dưới này. Đó, ví dụ như KBC, đó ví dụ như vậy, hoặc là tất cả những cái mã cổ phiếu mà các bạn quan tâm thì Hùng sẽ giải đáp ở dưới này để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Thì trước mắt là Hùng sẽ hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta như vậy. Ok, bản điểm tin đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại cả nhà trong những cái bản điểm tin tiếp theo. Chúc anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình. Và hiện tại thì xu thế của thị trường của chúng ta thì đang hơi ẩm ương. Và Hùng cũng kỳ vọng là chúng ta thị trường có thể lấy lại được vùng 980 để có những cái bước đệm, để có những cái bước đi tiếp theo. Và khi thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần thì Hùng sẽ chat ở trên Zoom, hoặc là Hùng có thể chat lên ở trên dòng thời gian của kênh YouTube để có thể cập nhật thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những cái góc nhìn tốt hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.